Và ở vòng thứ ba này, chúng ta sẽ đến với tất cả là hai gói câu hỏi. Mỗi đội sẽ lựa chọn một gói câu hỏi khác nhau. Mỗi gói câu hỏi gồm 5 câu hỏi nhỏ bên trong. Và các đội sẽ lần lượt trả lời câu hỏi của mình. Và nếu như một câu trả lời chính xác thì nhận được 10 điểm. Và câu trả lời không chính xác bị trừ đi 5 điểm, giống như là tương tự ở vòng đầu tiên. Và nếu như cái lượt chơi của mình không trả lời chính xác, hoặc là mình không có câu trả lời, thì đội bên cạnh cũng có quyền lựa chọn là sẽ trả lời câu hỏi này hay không nếu mà chúng ta biết. Còn nếu mà không trả lời có quyền bỏ qua. Xin mời đội nhà sẽ lựa chọn A hay là B nào? Dạ con chọn B. B, gói câu hỏi B. Và ngay bây giờ chúng ta đến ngay với gói câu hỏi B. Lượt chơi của đội chủ nhà. Vào lúc 3 giờ 15 phút, kim dài và kim ngắn đồng hồ tạo nên một góc bao nhiêu độ? Con vẽ ra đi. Chúng ta có tất cả 15 giây thôi nha. 15 giây cho mỗi câu hỏi và câu trả lời. Con bỏ qua chú ơi. Và lượt trả lời đã thuộc về đội khách. Không độ. Không độ. 3 giờ 15 là số 3 ở đây. Rồi số 15 là nó nằm đây luôn. Nằm ngay số 3 luôn. Nằm đè lên số 3 luôn. Không độ là đáp án chính xác. Chúc mừng các bạn nhận được 5 điểm. Tiếp tục câu thứ 2. Khi xoa hai bàn tay vào nhau, tay của chúng ta sẽ trở nên ấm áp hơn do thứ gì được sinh ra? Nhiệt, hơi ấm. Hơi ấm. Tạo ra nhiệt. Tạo ra nhiệt. Nhiệt là đáp án cuối cùng. Và đó là đáp án. Rất tiếc. Chính xác. Yeah. 10 điểm. Câu thứ 3. Đường gì làm phân chia trái đất thành Bắc bán cầu và Nam bán cầu? Dễ dạ. nè. Đường xích đạo. Đường xích đu. Đường xích đạo. Cái gì đường xích đu? Đường xích đạo. Và đáp án đường xích đạo là đáp án không thể nào sai được. Chính xác. Thêm 10 điểm nữa. Rồi, tụi con ơi, nhớ đội nhà của chúng ta còn một quyền ưu tiên. Nhân đôi số điểm với câu trả lời nào mình nghĩ ra sẽ là câu trả lời mà chúng ta trả lời được. Còn hai câu, câu 4 và câu 5. Tụi con có dùng ở câu 4 không? 4. Vậy là bây giờ chúng ta sử dụng quyền ưu tiên. Nếu chính xác, con sẽ nhận được 20 điểm. Cái gì nghe tên thì nghĩ là một bộ phận của loài cá nhưng lại thuộc về con người? Trên dưới nè, nhìn đi. Nhìn đi trên dưới nè. Có không? Bộ phận nào có liên quan tới con cá? Cái đầu. Mắt cá. Mắt cá. Đáp án cuối cùng sẽ là? Mắt cá. Mắt cá. Mắt cá là đáp án chính xác. Hay quá. Tôi rồi. Con nhận được 20 điểm. Yeah. Trời ơi. Và bây giờ câu cuối cùng. Cấu tạo hệ vận động của người gồm mấy phần? Kể tên. Là vận động của con người chúng ta. Đúng rồi, hơi liên quan đến sinh học. Tụi con sẽ bị mất điểm. 3 bộ phận. Con thử liệt kê coi là bộ phận nào vậy? Chân. Chân. Xương. Xương. Tay. 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 Đó là đáp án của tụi con. Đó là đáp án không chính xác rồi. Rất tiếc tụi con bị trừ đi 5 điểm. Và đáp án chính xác của câu trả lời này đó chính là cấu tạo hệ vận động của con người gồm hai phần, đó chính là cơ và xương. Và chúng ta đã hoàn thành xong 5 câu hỏi trong gói câu hỏi của đội chủ nhà. Xin được chúc mừng tụi con 80 điểm. Và bây giờ thì chúng ta đến với gói câu hỏi A dành cho đội khách. Câu hỏi đầu tiên, bộ phận nào phía ngoài cơ thể có nhiều nếp nhăn nhất? Vi Max cười cái gì vậy? Đi suy nghĩ chỗ nào nhăn nhất. Chỗ nào nhăn nhất, có nhiều nếp nhăn nhất. Đúng rồi. Cùi chỏ. Cùi chỏ ở đầu gối. Cùi chỏ hả? Cùi chỏ là đáp án không chính xác. Đi trừ điểm rồi. Trời ơi, vỗ tay dữ ghê không? Tụi con có đáp án không? Không. Dạ không. Và đáp án chính xác của chúng ta, bộ phận bên ngoài cơ thể, ngoài hình của chúng ta có nhiều nếp nhăn nhất là đôi môi. Đôi môi của chúng ta nhiều nếp nhăn, nhăn dọc rất là nhiều. Và theo nghiên cứu học đó là đáp án chính xác. Rồi chúng ta đến với câu tiếp theo. Trong lịch sử Việt Nam, ai là người dẹp loạn 12 sứ quân? Trời ơi. Ai con? Đinh Bộ Lĩnh hay còn gọi là Đinh Tiên Hoàng? Đó là đáp án chính xác. Vũ hồn hả? Vũ hồn lịch sử là sao chết quá. Đội người lớn đã nhận về cho mình thêm 10 điểm nữa. Chúng ta đến với câu thứ 3. Lỗ tai của con dế nằm ở đâu? Trên bộ phận nào? Đâu con? Ở đâu con? Cái râu. Râu. Và đó là đáp án sai bét. Yeah. Tụi con, đáp án là gì? Con dế không có tai. Chờ. Ủa con dế cái tai nó trên đầu á. À, cái tai trên đầu. Cái đó là râu á hả? Tụi con có trả lời không? Tại vì thật sự là dế cũng có thính giác, nhưng mà quan trọng là
lỗ tai của dế nở đâu? Không, thôi, ông im đi, bỏ qua đi, bỏ qua đi. Và đáp án chính xác của chúng ta, tai của dế nằm ở hai chân trước. Câu thứ tư, bác tài xế khởi động xe ô tô, bánh xe đã quay rất nhiều vòng, nhưng tại sao chiếc xe vẫn không tiến lên? Yeah, chạy lùi. Đó phải đáp án cuối cùng không? Đúng rồi đó. Chốt rồi đúng không? Chốt lời. Tài xế chạy hay là còn gọi là chạy lùi ngược lại. Đó là đáp án chính xác. Yeah, hay quá. Vậy thì chúng ta đến với câu quyết định. Trong cuộc chiến chống quân Nguyên, danh tướng Trần Quốc Toản đã tự tay mình thêu lên lá cờ 6 chữ vàng nhằm bày tỏ quyết tâm chống giặc Nguyên của mình. Đây là 6 chữ gì? 6 chữ gì vậy trời ơi? Thương lắm, yêu lắm, à lắm, xeo lắm. 15 giây của Trần Quốc Toản. Dùng cái nước hiếu với dân. Đúng luôn á chị, cãi á chị, đúng theo tinh thần, đúng luôn á chị. Chung với nước, hiểu với dân, có thể xem là đáp án cuối cùng và duy nhất mà đội người lớn có thể nghĩ ra. Và đó là đáp án chắc chắn không chính xác. 6 chữ vàng của danh tướng Trần Quốc Toản đó chính là phá cường địch, báo hoàng ân. Chúng ta cũng đã kết thúc vòng 3 cũng như là 3 vòng thi của ngày hôm nay với tỷ số chiến thắng thuộc về đội nhà 80 điểm. Và đội còn lại, đội khách đã nhận được 35 điểm. Và bây giờ xin mời hai đội chơi sẽ cùng tiến ra sân khấu để nhận về những phần quà của ngày hôm nay. Hãy nghe nói thằng. Kính thưa quý vị và các bạn, sau 3 vòng chơi, người chiến thắng của chúng ta đó chính là đội nhà với sự xuất hiện của Hoàng Hải và Thanh Ngọc. Tụi con đã nhận giải thưởng 10 triệu đồng. Trời ơi, đã chưa? Tụi con nè, bây giờ tụi con cầm quà này, công bố là bao nhiêu tiền để gửi tặng cho hai cô chú khách đến nhà chơi của ngày hôm nay nào? Đó là 6 triệu đồng. Xin được chúc mừng Miko Legend và Vinmark với 6 triệu đồng. Trời, vậy là quý quá lắm rồi, cảm ơn nha. Và kính thưa quý vị và các bạn, đến bây giờ thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị rồi. Chương trình thứ năm vui nhộn được phối hợp thực hiện bởi đài truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sen Vàng. Và quý vị ơi, đừng quên là chúng ta có hẹn với nhau để gặp gỡ hai đội chơi rất là dễ thương và tài năng của chương trình vào khung giờ quen thuộc 19:15 trên truyền hình Vĩnh Long 1 tối thứ năm hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đi ăn kem, yeah, 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 ye